Đây là hình ảnh bên ngoài sân vận động London của West Ham United. Dòng thông báo Premier League tạm hoãn đến ngày 4 tháng 4 là thông điệp duy nhất mà ban tổ chức ngoại hạng Anh đưa ra đến lúc này. Tất cả những thông tin liên quan đến việc mùa giải năm nay bị hủy bỏ kết quả đều không đúng sự thật. Mặc dù vậy, không phải là không có cơ sở để nói lên quan điểm đó. Thứ năm tuần này, ban tổ chức ngoại hạng Anh sẽ cùng nhau họp bàn về lịch trình sắp tới của giải đấu. Các bài báo ở Anh đã phân tích, bản chất Premier League là một công ty tư nhân với 20 đội bóng thành viên. Nếu 14 trên 20 câu lạc bộ tham dự giải tán đồng ý kiến hủy bỏ kết quả mùa giải năm nay, thì quyết định sẽ được thông qua. Hiện tại, Manchester City và nhóm các đội đua trụ hạng là những câu lạc bộ có lợi nhất nếu kết quả mùa giải năm nay bị hủy bỏ. Trong khi đó, Liverpool đương nhiên là đội bất lợi nhất nếu điều đó xảy ra. Nếu giải đấu năm nay phải dừng lại tại đây, ban tổ chức và các đội bóng sẽ phải cân nhắc nhiều trường hợp. Một là hủy toàn bộ kết quả, hai là giữ nguyên, ba là tuyên bố đội vô địch nhưng không có đội xuống hạng và nhiều trường hợp khác. Rất nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong cuộc họp vào thứ năm tuần này giữa ban tổ chức và đại diện của 20 câu lạc bộ. Tất nhiên, vẫn còn khả năng lớn nhất là giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra khi đại dịch qua đi. Thông tin chính xác nhất sẽ chỉ có sau khi công bố kết quả cuộc họp của UEFA và cuộc họp của ban tổ chức Premier League. Chủ tịch UEFA Alexander Seferin sẽ chủ trì 3 cuộc họp trực tuyến qua video với 55 liên đoàn bóng đá châu Âu, gần 250 đại diện câu lạc bộ và các quan chức của UEFA diễn ra trong ngày hôm nay theo để tiếp tục diễn ra trong mùa giải năm nay và có thể cả năm tới. Theo dự kiến, cuộc họp sẽ kéo dài đến rạng sáng mai theo giờ Việt Nam và chi tiết sẽ được công bố trong ngày 18 tháng 3.
tay thường xuyên và tránh tiếp xúc nơi đông người, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Như huyền thoại Alfredo Stefano từng nói, không có cầu thủ nào tốt hơn một tập thể. Đây là điều cần được áp dụng. Chúng ta hãy trở thành một đội, cùng nhau tạo ra chiến dịch Stay Home, kêu gọi mọi người ở nhà để tránh lây lan dịch bệnh.